chạy qua đây, chạy qua đây. Lau hướng dẫn ông lau cái mặt chip màu xanh này nè, lau cái mực đây vậy. Vậy chúng ta bắt đầu lấy giấy lau, lau xong bỏ xúc xác bán ve chai để lau cho sạch. Đây gọi là hướng dẫn sơ cấp cứu. Sao cái gắn lại bình thường như cũ, để xuống ấn nhẹ ngang cái cắt đồ bên đây, cài lại cho cũ thôi. Rồi gắn lại cho cũ, đây nó có ngàm đây vô. Rồi bên đây cũng vậy, để quay đi qua lại. Rồi xong công đoạn.